Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Như các bạn đã biết thì thời gian vừa qua chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn một số phiên bản rất là đặc biệt đến từ thương hiệu Rolex thuộc bộ sưu tập Daytona. Có thể kể đến đó chính là chiếc Daytona Rainbow mang mã hiệu 116595 với vành bezel Rainbow đa sắc original từ thương hiệu Rolex với một mức giá trên 6 tỷ đồng, một trong những khủng long của nhà Rolex. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một khủng long khác cũng thuộc bộ sưu tập Daytona, đó chính là chiếc đồng hồ mang mã hiệu 116589 SALV, mặt số thiên thạch với vành bezel ruby đỏ rất là hiếm. Thì như chúng ta đã biết thì vành bezel đại diện cho một sự đặc biệt của rất là nhiều model đồng hồ Rolex Daytona ở thời điểm hiện tại. Thay vì vành bezel bằng cerachrome hay còn gọi là đây là gốm ceramic ấy, thì chúng ta sẽ có những cái phiên bản gọi là phiên bản vành bezel đặc biệt. Có thể kể đến như tôi đã vừa nói ở phía bên trên là vành rainbow chuyển sắc, vành ruby đỏ, vành sapphire xanh và vành sapphire vàng, hay gọi là vành sapphire màu cognac ấy. Đó, thì ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc đồng hồ 116589 với vành bezel ruby đỏ rất là đặc biệt này. Như các bạn đang thấy trước mắt của tôi đây, đó chính là chiếc đồng hồ 116589 với 24 viên đá ruby màu đỏ hồng rất là đẹp mắt trên vành bezel. Thì chiếc đồng hồ này ghi dấu ấn với khách hàng nhờ vào sự hiếm có của những chất liệu rất là đặc biệt, có thể kể đến đó chính là mặt số đồng hồ với chất liệu bằng thiên thạch. Thì thiên thạch là một cái miếng đá lớn từ ngoài vũ trụ rơi xuống trái đất từ hàng triệu năm trước. Cấu thành của thiên thạch chủ yếu từ sắt và nickel. Những chất liệu này thì thực sự là không phổ thông và đắt tiền, điều khiến một miếng đá có phần tầm thường như thiên thạch trở nên rất là đặc biệt và quý hiếm, được săn đón rất là nhiều bởi rất nhiều nhà sưu tầm. Không phải là mỗi đồng hồ không đâu mà là rất nhiều nhà sưu tầm trên thế giới. Đó chính là nguồn gốc của cái viên thiên thạch đó. Mặt số thiên thạch của Rolex được chế tạo từ mảnh thiên thạch mang tên là gibbon, rất là nổi tiếng, rơi rải rác tại sa mạc Namibia tại Nam Phi. Thì một cái mảnh thiên thạch có thể tạo ra được rất là nhiều mặt số đồng hồ, nhưng cái vân trên mỗi mặt số đồng hồ thiên thạch không bao giờ là giống nhau, điều tạo nên cái tính unique độc bản cho mỗi một chiếc đồng hồ Rolex mặt số thiên thạch. Thì phiên bản mà tôi đang review ở đây là một phiên bản rất là may mắn khi được Rolex ưu ái sử dụng cái mặt số thiên thạch cho một cái ngoại hình rất là bắt mắt này. Tiết lộ với các bạn, đó chính là không phải là mỗi dòng Daytona là một dòng duy nhất được sử dụng mặt thiên thạch, mà trước đó thì tôi đã review những phiên bản ví dụ như là Day-Date sử dụng mặt thiên thạch này, hay là Rolex Datejust dành cho nữ giới cũng được sử dụng mặt thiên thạch. Thiên thạch thì rất là bắt mắt với những cái đường vân, đường nét rất là đặc biệt. Và tuy nhiên là tại sao mà ít nhà sản xuất sử dụng thiên thạch để làm mặt số? Bởi vì cái đặc tính vật lý của nó rất là dễ vỡ này, trong chế tác này, cũng như là để chọn được một miếng thiên thạch đẹp không phải là điều đơn giản, và chế tác được nó lại còn là một điều khó hơn rất là nhiều. Một nhà sản xuất lừng danh như Rolex thì thiên thạch này, đá quý này, kim cương này, đó là những cái vật liệu chủ đạo để chế tác nên những chiếc đồng hồ đặc biệt. Chúng ta không nói là dành cho một thế hệ được, mà dành cho nhiều thế hệ, và những cái thế hệ mai sau sẽ được tiếp nối sử dụng những chiếc đồng hồ đặc biệt đến từ Rolex, ví dụ như chiếc Daytona là mặt thiên thạch này các bạn ạ. Tuy nhiên là để tôi xin lưu ý với các bạn một điều, đó chính là chúng ta khi đeo những chiếc đồng hồ đặc biệt như thế này thì hạn chế hoạt động những cái việc nặng, ví dụ như là đi leo núi hay là đi thể dục thể thao. Bởi vì sao? Nếu như vô tình chúng ta có ngã hay là bị va đập mặt số chiếc đồng hồ này và kính, những cái lớp kính sapphire bị vỡ và đâm chọc thủng cái mặt số này, thì cái việc thay thế cũng như là việc sửa chữa vô cùng tốn kém các bạn ạ. Rồi, chúng ta hãy cùng nhìn vào phía bên trong mặt số của chiếc đồng hồ này. Với cái bố cục của mặt số chiếc đồng hồ này thì không có quá nhiều điểm khác biệt với những chiếc Daytona khác, mà chúng ta sẽ thấy được rằng ba cái cây kim nhỏ ở đồng hồ phụ nó được trang trí màu đỏ,
để làm nổi bật lên so với một cái màu tông xám của mặt số thiên thạch. Ngoài ra thì kim Chronograph cũng được làm đỏ rực và dài. Tôi phải nói là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn vào chiếc đồng hồ này không hẳn là vành bezel ruby đỏ, mà đó chính là bốn cái cây kim đỏ được trang trí trên mặt số đồng hồ này. Mặt số thiên thạch của chiếc đồng hồ này như chúng ta đang nhìn thấy thì có rất là nhiều vân sọc chéo này và rất là nhiều những cái đường nét, chúng ta đang nói là đường nét thiên nhiên, đường nét đến từ tự nhiên, nó rất là cuốn hút. Chiếc đồng hồ này thì có một đường kính là 40mm giống như tất cả những cái phiên bản Daytona khác, với chất liệu là vàng trắng. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở chiếc đồng hồ này ngoài mặt số thiên thạch đó chính là vành bezel với 24 viên ruby rất là đẹp mắt. Tôi khẳng định với các bạn rằng nếu như với chiếc đồng hồ này mà không có vành bezel ruby original này thì chiếc đồng hồ này chỉ có khoảng mức giá khoảng tầm 1/5 giá trị hiện tại khi có cái vành ruby đỏ này. Tại sao lại có điều có thể khiến là chúng ta nói là vô lý như vậy? Ngày xưa khi tôi chưa tiếp cận sâu về cái mảng đồng hồ cao cấp và thiên về đá quý này thì tôi nghĩ là cái giá trị của những chiếc những viên đá này thì chúng ta thường tính theo giá, tôi nói vui là sắt vụn ấy, thì một viên bao nhiêu tiền thì chúng ta nhân lên từng đấy viên, mà chúng ta đã bỏ qua mất được những cái viên này, những cái viên ruby này được bộ phận kim hoàn của Rolex tuyển chọn rất là kỹ để lựa chọn 24 viên ruby dáng baguette, đồng đều về chất lượng, đồng đều về màu sắc, tạo nên một cái vành bezel hoàn thiện, chỉnh thể, hợp nhất, tuyệt đẹp như trên chiếc đồng hồ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Một người bạn của tôi hỏi tôi là với phiên bản 116589 vành sapphire xanh thì đắt hơn hay là rẻ hơn phiên bản vành bezel ruby đỏ? Thì giá thị trường của phiên bản 116589 vành ruby đỏ có giá thị trường thứ cấp nhỉnh hơn so với phiên bản sapphire xanh khoảng từ 15.000 đến 25.000 USD tùy từng tình trạng. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Thời gian tới thì Gia Bảo Luxury sẽ giới thiệu tới các bạn đánh giá trực tiếp một chiếc đồng hồ rất là hot được giới thiệu tại Bezel World năm 2019. Đó chính là chiếc Rolex GMT mang mã hiệu 126719 với mặt số bằng thiên thạch, lớp vỏ vàng trắng và vành bezel Pepsi. Rất mong các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.